Tử vi về ngày 15 tháng 1 âm lịch, ngày Ất Tỵ. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Đài, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, kính mời anh chị và các bạn sẽ cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi 12 con giáp trong ngày 15 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy thì trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ diễn biến ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt là trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Đài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tổng quan về ngày 15 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 15 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức là ngày 26 tháng 2 năm 2021 dương lịch, là ngày Ất Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Ngày Ất Tỵ thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt các tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Với các tuổi xung khắc, đó là tuổi Quý Hợi, tuổi Tân Hợi và tuổi Tân Tỵ xung khắc với ngày. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Bên cạnh đó, việc lựa chọn nghề tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tổng quan tử vi của 12 con giáp trong ngày 15 tháng 1 âm lịch. Đầu tiên là tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong ngày, tuổi Tý được các tinh thiên Ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng, gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, bản mệnh cần chú ý có hung thần thất sát chiếu tới sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Vậy nên, để con đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn của kênh Phong thủy Lộc Đài. Thứ hai là tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Ất âm mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình hơn. Trong ngày còn có các tinh phúc tinh giáng chiếu tới, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần phải chú ý, nhất là những việc liên quan tới giấy tờ. Năm nay là một năm rất gian nan vất vả của gia chủ tuổi Sửu, chính vì thế bản mệnh hãy chọn cho mình vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tỉnh duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba là tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Ất Âm Mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dần trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật, chiếu mệnh.
Cho nên gia chủ tuổi Dần cần chú ý tránh xa những lời mời nhiều và có liên quan tới giấy tờ. Đồng thời cũng không được đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng liên quan tới pháp luật. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh để có thể hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quỷ nhân tương trợ và giúp đỡ cho công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn. Thứ tư là tuổi Mão. Mão âm mộc gặp ất âm mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. May mắn là trong ngày này có hai cát tinh phúc lộc và thiên lộc chiếu mệnh. Đây đều là các cát tinh sẽ đem tới tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân mình. Gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giáp khai vận Hợi Mão Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tam giáp khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm đụng độ không đáng có. Thứ năm là tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp ất âm mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Tuy nhiên trong ngày còn có hung tinh thiên la địa võng, chủ về bệnh tật lao ngục. Cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan tới pháp luật. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi, nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo tới hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt bên trong bí, luôn mang theo bên mình để có thể hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp giáp dương mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày còn có hai cát tinh là thái cực và kim dư chiếu mệnh. Đây đều là những ngôi sao chủ về thông minh ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được thành quả đáng mong muốn. Vào thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận Tỵ Dậu Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy là tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp ất âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Ngọ. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt sẽ có được tài lộc. Sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có hai cát tinh là Văn Dương và Thái Cực chiếu mệnh. Đây đều là những sao tốt sẽ đem tới cát lành. Văn Dương quý nhân là cát tinh chủ về học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi, dễ dàng đạt được thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận Dần Ngọ Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình hơn. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản trở con đường công danh sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh tài lộc hiệu quả, giúp gia chủ chớp thời cơ, nắm lấy cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp ất âm mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết bất khí. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong ngày còn có cát tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn sẽ đem tới vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý còn có kiếp sát chiếu mệnh.
Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Thân Tí Thìn của phong thủy lộc tài để kỵ tà hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Thứ 10, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp ất âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ dàng có được tài lộc, công việc sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu hãy mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Tị Dậu Sửu để công việc được hanh thông, mọi điều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp ất âm mộc là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, tuổi Tuất cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Đặc biệt, làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng tới công việc. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vu hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất hãy sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt bên trong ví, luôn mang theo bên mình để có thể hóa giải. 12. Là tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp ất âm mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Cho nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn là trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu. Quốc ấn là thần sát chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Hợi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được sự trợ giúp rất lớn. Nếu có được những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có bước tiến tốt hơn. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài đã trao đổi với anh chị về tử vi của 12 con giáp trong ngày 15 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng để tránh vùng hóa cát, để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp để giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn, đưa đến cho quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.